TJ53 giá bên này bán đắt quá, mua bên khác rẻ hơn. Ôi giời ơi. Hiện tại mẫu Kawasaki TJ53 ở bên mình theo cần KV đang có mức giá là 5.9 triệu, miễn phí vận chuyển mà lại tặng cho các bạn một cuộn cước reload nữa. Thế mà các bạn cũng còn chê là đắt. Vậy thì hôm nay hô máu chơi lớn luôn, đừng thách nhà giàu húp tương, mình sẽ húp luôn cho các bạn xem. Tôi nói rất là nhiều với cả anh em rồi là mẫu Kawasaki TJ53 này giá của nó sẽ phụ thuộc vào cần. Với cần KV 5.9 triệu, miễn phí vận chuyển, tặng cước reload, mình khẳng định đây là mức giá cực kỳ tốt rồi. Còn anh em thích giá rẻ hơn đúng không? Thì đây có luôn. Có luôn. Cần Havet mức giá rẻ hơn 200 nghìn luôn, chỉ còn 5.700.000. Và vẫn miễn phí vận chuyển, vẫn tặng cho các bạn thêm một cuộn cước reload nữa. Uy tín chưa ạ? Thế này đã đủ húp tương chưa? Ok. Chắc hẳn các bạn sẽ bảo là cái cần Havet này kém đúng không? Được, cho các bạn xem nó kém như thế nào, cụ thể ra làm sao, vì sao lại rẻ hơn 200 nghìn nhá. Tất nhiên khi mua thì các bạn vẫn có một cái can. Đi phụ kiện trước nha. Dây đeo, một bộ toolkit, tay trái, tay phải, máy chắn, dao 305x2 ly, và cuối cùng là cái thân cần. Xong. Đây là chiếc cần Havet sử dụng cho Kawasaki. Đây là phân khúc giá thấp hơn so với ở cần KV nha các bạn nhé. Kawasaki mình đã nói rồi, hôm trước có cái cần KV thì giá nó sẽ khác. Đây là cần Havet đầu bò. Anh em có thể nhìn thấy cái đầu bò này vẫn thiết kế theo kiểu dáng của đầu bò Husqvarna 541. Thương hiệu cần Havet dùng cho máy Kawasaki. Ống cần 28 ly, dày 2.0. Cùm bắt này, nhìn nó cũng uy tín đấy chứ. Hơi mỏng anh em ạ. Các bạn thích bắt chuối hai bạc đạn đúng không? Bắt chuối này có đủ hai bạc đạn không? Hai bạc đạn luôn. Bởi vì hai hớt này, bắt hai bạc đạn luôn. Đây, giá của nó chỉ có 5.7 triệu. Miễn phí vận chuyển, cộng thêm tặng cho các bạn một cuộn cước reload thông suốt. Cước này á, trị giá 350.000 thông suốt luôn. Thấy chưa? Anh em thấy đã không chơi thì thôi, đã chơi là phải lớn, đã chơi là phải uy tín luôn. Cuộn cước này 350.000 đấy. Rồi, không những thế, lô Kawasaki TJ53 lần này khi các bạn mua đã được nâng cấp thay thế lọc gió nỉ thông thường sang lọc gió giấy tiêu chuẩn Euro 5 luôn. Riêng cái tiền các bạn mua cái lọc gió này thay đã tiết kiệm được 100 nghìn rồi. Quá hợp lý đúng không? Chưa bao giờ rẻ đến thế. Rồi, bây giờ mình sẽ tổng kết lại nha. Kawasaki TJ53 theo cần Havet, giá của nó là 5.700.000. Được tặng một cuộn cước 350.000. Đã được nâng cấp lên lọc gió tiêu chuẩn Euro 5 trị giá 100.000, được cộng thêm, được miễn phí vận chuyển, riêng tiền vận chuyển đã mất tầm 150 cho đến 180.000 rồi. Và với mức giá 5.7 triệu, như thế đã đủ khô máu chưa? Như thế đã đủ rẻ chưa? Bác nào có giá rẻ hơn sẽ tiếp tục khô máu luôn. Ôi, cảm ơn anh em đã quan tâm. Nếu có nhu cầu về những dòng Kawasaki TJ53 có thể liên hệ với Điện Máy Bình Sơn theo số điện thoại chúng tôi sẽ để ngay dưới màn hình để các bạn tiện theo dõi hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sốc hơn lần sau.